Tất cả mọi người đi ru nước nghỉ ngơi một chút. Lại đây. Nè. Cảm ơn. Nè các bạn. Dạ dạ dạ. Nè, đừng có khách sáo nha. Dạ cảm ơn chị. Đây, cầm lấy. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Nè. Cầm lấy đi. Chia nhau đi. Tự có nước uống miễn phí. Cảm ơn nha. Không có gì. Sao cô biết chỗ này mà đem nước tới đây vậy? Ờ, nhà hàng của cô bây giờ còn kim luôn việc đưa cơm nữa, có phải gì không? Nước này á là tôi và đồng nghiệp mua đó. Còn chuyện phục vụ đưa hộp cơm đến chỉ anh mới có thôi. Tại sao hả? Là vì hôm qua anh giúp cho tôi giải dây. Đưa bật lửa ra đây. Chuyện này có gì đâu. Làm sao cô biết tôi đang giải đá banh ở đây? Gọi 119. Ồ. Nè, lúc nãy quả bóng anh vừa đá có phải tên là Kim Câu gì đó không? Rất lợi hại đó nha. Cô cũng rất chuyên nghiệp. Cô nhìn mà cũng hiểu nữa. Trận đá banh nào trên đời tôi cũng xem hết á. Huấn luyện viên, chị gái này là bạn gái của thầy có đúng không vậy? Ê, không phải đâu, đừng có nói bậy. Huấn luyện viên, thầy chính là bạn trai của chị ấy đúng không? Còn các em đúng là nhiều chuyện quá. Đã nói với các em là không phải rồi. Nè, uống nước của người ta rồi, không cần phải cảm ơn người ta sao? Nghe khẩu lệnh, nghe khẩu lệnh. Đứng nghiêm, đứng nghiêm, làm lễ, làm lễ. Cảm ơn sư mẫu. Các em thật là hết cách mà. Làm lễ lần nữa. Đứng nghiêm, đứng nghiêm, làm lễ, làm lễ. Cảm ơn sư mẫu. Thôi được rồi, đi tập bóng đi. Thầy thấy các em còn sức, lát nữa tập tiếp cho thầy. Tập đến khi nào các em nôn luôn. Thôi đi, đứng. Thật ngại quá, đúng là nhiều chuyện mà. Cảm ơn, phiền cô đem nước tới đây. Tôi đi trước nha. À được, cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Đừng có nhìn nữa mà. Người ta đã đi về rồi. Tạm biệt. Ba mẹ. Tại sao lại không thu được tiền hả? Chu Động nói sau này vẫn còn cơ hội để hợp tác, cho nên món nợ lần này sẽ để lần sau rồi tính luôn. Có người nào làm vậy đâu. Chu Động cố ý chơi chúng ta mà. Anh còn để cho ông ta chơi hả? Ông ta không phải không trả. Nếu không kêu anh phải đi cướp hả? Tên Chu Động này trước giờ là ông chủ, có lúc khó tránh khỏi làm bộ làm tịch. Con làm nghiệp vụ thì cần phải nhẹ nhàng với ông ta, nên làm thế nào thì làm thế đó, nhưng mà không thể cãi nhau với người ta, biết chưa? Con người của Chu Đổng thật sự rất gian xảo. Nhưng mà ba yên tâm đi, con là chuyên gia nghiệp vụ, con dư sức đối phó với ông ta. Để con đi nói chuyện với ông ta. Nè Khải à, con đừng có cãi nhau với người ta. Mẹ yên tâm đi, không có sao đâu, con chỉ nói chuyện với ông ta thôi. Có phải để lại hương vị không? Vị ngọt tự nhiên lại không quá mặn. Đúng vậy, nước tương vàng đen của tài nước tương này thật sự rất lợi hại. Nếu như chúng ta có thể làm độc quyền loại nước tương này, đó mới thật sự là lợi hại. Công ty chúng ta không phải có mua nước tương của họ sao hả? Mọi người hợp tác lâu như vậy, muốn mua độc quyền của ông ta chắc không khó đâu. Bây giờ ông ta xem loại nước tương hắc kim này là bao vật, muốn mua độc quyền của ông ta e là không đơn giản đâu. Vậy ông dự tính phải làm sao đây? Ông có chủ ý thì tốt. Lát nữa không phải ông có hẹn với nghị viên hả? Đừng có quên đó. Tôi về trước nha. Thank you.
Dạ chào giám đốc.